Thời tiết dần trở lành, Tạ Mạnh hiếm khi có ngày không cùng tới Trương Tú Quyên so chiêu. Bà láo ngồi trong sân phơi nắng, híp mắt, bất tri bất giác buồn ngủ. Hảo bà, Tạ Mạnh lau mồ hôi, vào trong ngủ đi, bên ngoài lành lắm. Trương Tú Quyên nheo mắt bật cười. Sang tháng 11 bà bước qua tuổi 80, gần đây tinh thần cũng có chút không được như trước. Đột nhiên cảm thấy bản thân thực sự già rồi. Trương Tú Quyên sửa sang lại mái tóc đá bạc, bà vô vô chỗ cạnh mình. Ngồi đây với hảo bà một lát. Tạ Mạnh tới ngồi cạnh bà, để bà cầm tay mình. Khi một người bắt đầu nghĩ mình già, thì người đó đã không còn già nữa rồi. Không liên quan, Trương Tú Quyên thản nhiên nói. Ta nói ta già rồi thì tức là đã già thật rồi, ta tự mình biết. Sáng thứ bảy, Mạc Tố Viễn hiếm khi cùng Quý Sơn Dung đi Tây Sơn câu cá. Bà đã thành quen, hàng ngày mỗi sáng đều nhìn con trai chạy bộ đánh quyền, làm việc nghỉ ngơi. Còn đưa bạn tới chơi, có muốn mẹ chuẩn bị gì không? Mạc Tố Viễn mở tủ lạnh lẩm bẩm, đồ ngọt cũng không còn nhiều. Quý Khâm Dương đi giày xong, kéo tai nghe lên đầu xuống. Cậu ấy tự làm được, mày đừng quan tâm. Mạc Tố Viễn cáu liếc hắn một cái. Sao có để khể khách tự làm được chứ? Nói xong thì lại có chút không tin. Có thật không phải con gái không đấy? Là con trai. Quý Khâm Dương nhíu mày, nửa thật nửa giả nói. Cậu ấy tên là Tạ Mạnh, lần sau sẽ giới thiệu cho hai người. Mạc Tố Viễn cũng chỉ nói đùa, phất thay. Chờ con trai rời đi thì lấy dầu tây trong tủ lạnh ra, mang vào bếp rửa. Tạ Mạnh mở cổng chờ Quý Khâm Dương dừng xe. Lúc nam sinh khóa xe đột nhiên buông một câu. Ồ, sao lại không cắm được chìa khóa? Để tớ xem. Tạ Mạnh không nghi ngờ gì, cúi xuống nhìn. Bất thình lình Quý Khâm Dương quay lại hôn nhanh lên môi cậu. Trương Tú Quyên ở trong nhà lên tiếng. Tiểu Quý à, tới nếm thử cháo đậu đỏ của hào bà. Vâng. Quý Khâm Dương ôm vai Tạ Mạnh. Tạ Mạnh thở dài. Đừng tập kích bất ngờ thế chứ. Tạ Mạnh bảo tìm tớ yếu lắm. Quý Khâm Dương bật cười. Hắn thừa dịp Trương Tú Quyên không để ý, ghé sát tai Tạ Mạnh nhẹ giọng nói. Không kìm được. Tạ Mạnh liếc hắn. Quý Khâm Dương tỏ vẻ cực kỳ nghiêm túc. Không hôn cậu, tớ khó chịu. Radio của Trương Tú Quyên tuần trước bị hỏng. Khi ấy Tạ Mạnh mới thi giữa kỳ xong. Lúc nói chuyện với Quý Khâm Dương vô tình nhắc tới chuyện này. Làm sinh lập tức xung phong tới sửa. Vốn dĩ Tạ Mạnh chỉ là đối phương kiếm cớ tới nhà mình. Không ngờ Quý Khâm Dương thực sự mở bông radio rồi lắp lại. Điều chỉnh không lâu, radio liền chuyển ra giai điệu bài Tân Mộc Lan Tử. Trương Tú Quyên vui mừng ồ lên một tiếng. Quý Khâm Dương chỉnh lại một chút âm lượng. Tuy lúc phát ra còn có tạp âm nhưng rõ ràng đã trong trẻo hơn trước nhiều. Trương Tú Quyên phấn khởi nói. Ôi, cuối cùng cũng nghe được. Bà không nhìn được mắng cháu mình. Xem tiểu quý nhà người ta mà học tập kìa. Quý Khâm Dương cũng không khách khí, dùng giọng Tô Châu đáp. Còn cũng muốn làm cháu của hào bà. Đều là cháu ta, đều là tim gan ta cả. Trương Tú Quyên cười tươi như hoa. Nhanh, mau ăn cháo đậu đỏ đi. Radio của Trương Tú Quyên vất vả lắm mới sửa lại được. Tất nhiên sẽ không nỡ rời ra. Tạ Mạnh biết nên để bà một mình yên tĩnh nghe đài, kéo Quý Khâm Dương ra ngoài ăn cháo đậu đỏ. Cậu múc cho đối phương một bát đầy, bản thân thì chỉ ăn bánh. Cậu không thích ăn ngọt hả? Quý Khâm Dương không lấy thìa mà trực tiếp bưng bát uống hơn một nửa. Tạ Mạnh lắc đầu. Cậu thích hả? Thích. Quý Khâm Dương cười khẩy, hắn uống hết nửa bát cháo còn lại, đặt bát vào trong vài nước. Vẫn nên mua cho hảo bà chiếc radio mới đi. Quý Khâm Dương dốc ngược chai dầu rửa bát. Tớ cũng chỉ sửa được một lần này thôi, nó cũ quá rồi, vẫn nên đổi đi. Tạ Mạnh giúp hắn sắn tay áo lên, cúi đầu nói. Bà dùng quen lên luyến tiếc, kể đi, bà thích là được rồi. Quý Khâm Dương không nói gì. Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt nhìn nghiêng rất chuyên tâm của Tạ Mạnh, đột nhiên bảo. Cậu cũng là tim gan của tớ. Quý Khâm Dương cười rồi hôn lên thái dương của cậu. Ngọt thật. Buổi chiều bà lão muốn tới quán trà nghe bình thư. Tạ Mạnh khóa cổng. Quý Khâm Dương đứng bên cầu đợi xe. Trà bình thư là một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc. Khi kể một câu chuyện dài dùng quạt khăn làm đạo cụ. Tối nay muốn ăn gì? Nam sinh chưa hết hy vọng, lần thứ hai xác nhận. Cậu thực sự không ở lại qua đêm. Tạ Mạnh bất đắc dĩ nhìn hắn. Quý Khâm Dương bĩu môi. Thôi được rồi. Tạ Mạnh bật cười. Cậu đưa tay nhéo gáy đối phương. Cậu đó. Sắc thù nồng đầm. Quý Khâm Dương đèo Tạ Mạnh qua cầu nhỏ nước chảy. Hai bên đường xum xuê hàng bạch quả, lá vàng rải rác một đường. Bánh xe nghiêng qua đều lặng yên chút âm thanh. Quý Khâm Dương ngâm nga bài hát chẳng biết từ bao giờ. Băng qua lòng đường, Tạ Mạnh ngồi phía sau liền hỏi. Đó là bài gì? Thành âm của Quý Khâm Dương thoảng trong gió mang theo ý cười. Bài nào cơ? Tạ Mạnh hồi ức nửa ngày không thành thạo ngâm nga một đoạn. Quý Khâm Dương chờ đối phương gập ghềnh thì ngâm nga xong hai câu mới đáp. Còn chưa biết xong, cậu thích hả? Quý Khâm Dương bảo, vậy thì tặng cậu. Thật hay giả đó? Tạ Mạnh cười hỏi. Về sau nhạc tớ viết đều là của cậu hết. Quý Khâm Dương quay đầu lại, hắn nhìn Tạ Mạnh, đều chỉ viết tặng cậu thôi. Khi hai người tới nhà Quý Khâm Dương, Mạc Tố Viễn vẫn chưa về. Trên bàn có dâu tây đã rửa cực kỳ ngon miệng. Có muốn ăn gì không? Quý Khâm Dương ngậm nửa quả dâu mơ hồ chỉ vào. Này! Tạ Mạnh ôm lấy đầu đối phương. Hai người hôn cả buổi. Trong miệng toàn là nước dâu trong veo. Quý Khâm Dương ôm cậu không buông. Nửa người dưới dán sát nhau. Rõ ràng đều có phản ứng. Tạ Mạnh bình ổn trong chốc lát, thấp giọng nói. Không ăn. Bố mẹ cậu khi nào về? Có lẽ tối nay. Quý Khâm Dương lùi lại một chút, nhưng vẫn nắm chặt tay của Tạ Mạnh. Hắn dẫn đối phương vào phòng nhạc của mình. Bên chiếc piano làm hàng loạt bản nhạc mới viết. Tạ Mạnh nhặt mấy bản lên xem. Toàn là lầm lọc hết. Tạ Mạnh bật cười. Xem chẳng hiểu gì hết trơn. Quý Khâm Dương ôm cậu ngồi trên ghế chơi đàn. Ngón tay theo đúng chuẩn bấm tới bấm lui. Đô đô mi mi pha pha rê. Tạ Mạnh nghiêm túc hát theo. Quý Khâm Dương thỏ tay vào vạt áo nam sinh. Môi sán sát dưới chiếc cổ trắng nón của cậu. Quý Khâm Dương ngầm cắn vành tai cậu. Tạ Mạnh sờ buồn né tránh. Thương nhốt. Quý Khâm Dương xoay người cậu lại. Tạ Mạnh ngồi trên đùi hắn, chuyển sang tư thế mặt đối mặt. Nam sinh lấy bản nhạc che mặt. Hai bên trang giấy đều bị vò nhăn. Cậu làm gì vậy? Quý Khâm Dương bật cười, muốn rút bản nhạc ra. Xé rách thì tôi bắt đền ai? Tạ Mạnh buông tay, mặt cậu có chút đỏ, biểu tình có vẻ trấn tĩnh. Quý Khâm Dương hôn lên mắt cùng mi tâm với cậu. Trong phòng mở lò sưởi, áo len mỏng của Tạ Mạnh bị Quý Khâm Dương vén lên. Nam sinh cúi đầu hôn ngực, đối phương biệng lưới đùa sớn vào đầu ngực. Tạ Mạnh có chút không chịu nổi đẩy hắn. Đừng đóng chỗ đó. Sao vậy? Quý Khâm Dương khẩy cười, không thoải mái sao? Tạ Mạnh xấu hổ không muốn nói gì. Quý Khâm Dương vì thế lại càng cố tình cười nói. Xem ra cũng dễ chịu đấy chứ. Phía sau hai người là chiếc piano. Tạ Mạnh muốn trốn cũng không xong, chỉ đành dựa vào bên trên. Quý Khâm Dương lại hôn cậu một lát. Rốt cuộc nhìn không được, vươn tay kéo khóa quần đối phương xuống. Phần thân hơi cường của nam sinh cũng được cuộn trong bao bọc, phơi bày hình dáng cùng màu sắc tuyệt đẹp. Tạ Mạnh theo phản xạ lấy tay che đi, bị Quý Khâm Dương nhẹ nhàng đẩy ra. Hồi tưởng kinh nghiệm tuốt xuống ống của bản thân, Quý Khâm Dương giúp Tạ Mạnh bằng tay. Người kia bám chặt vai hắn, trên mặt ráng đỏ càng lúc càng nồng. Quý Khâm Dương nhìn chăm chú biểu tình của nam sinh, động tác an ủi trên tay hắn triển miên không ngừng, thành âm phát ra khàn đục. Tớ muốn sủng miệng được không? Tạ Mạnh run lên. Quý Khâm Dương chưa kịp phản ứng, đối phương đã bắn. Quý Khâm Dương lẩm bẩm một câu. Thật đáng tiếc. Đối với câu nói thật đáng tiếc kia của Quý Khâm Dương, Tạ Mạnh thực sự không biết biểu tình thế nào. Cậu luống cuống, tay chân rất rút khăn lau mồ hôi, rồi lau khô đồ vật của mình. Không cẩn thận đụng phải thứ ở giữa chân Quý Khâm Dương, mới phát hiện đối phương còn cứng. Tạ Mạnh hít sâu một hơi. Tớ giúp cậu. Quý Khâm Dương nhăn mày. Hắn nắm tay Tạ Mạnh vòng ra sau, đem người ôm vào trong lòng. Lần này tới đây thôi. Tạ Mạnh áy náy nói. Nhưng mà... Quý Khâm Dương hôn môi cậu. Lần sau giúp tớ khẩu giao được không? Lúc Mạc Tố Viễn trở về, Quý Khâm Dương giang tay Tạ Mạnh nhận khuôn nhạc. Bà nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hai nam sinh đều không phát hiện, đầu tụm lại một chỗ nhỏ giọng nói chuyện. Mạc Tố Viễn nhẹ tay nhẹ chân rón rén bước tới sau lưng của Quý Khâm Dương. Tạ Mạnh vừa ngẩng đầu lên đi nhìn nhìn thấy bà. Mạc Tố Viễn dừng thẳng ngón trỏ lên làm động tác bí mật, sau đó vươn tay che mắt con trai mình. Mạc Tố Viễn giả giọng li lô, đoán xem hôm nay mẹ con mặc đồ gì nào. Quý Khâm Dương mỉm cười kéo tay Mạc Tố Viễn xuống. Mẹ mặc gì mà chả đẹp. Tạ Mạnh đứng bên cạnh có chút câu nệ chào hỏi. Con chào cô. Mạc Tố Viễn không hề ra vẻ bề trên, thân mật vỗ vai Tạ Mạnh bông đùa. Không hổ là bạn trai của con cô, lớn lên thật đẹp trai mà. Hiếm khi bạn trai của con lại ở nhà ăn cơm chiều, Mạc Tố Viễn chỉ hẳn không thể nấu một bàn tiệc đầy ắp, từ đầu tới cuối trong bát Tạ Mạnh đều chưa từng vơi. Ăn được một nửa, Mạc Tố Viễn chợt nhớ ra một chuyện. Hôm nay mẹ với bố con đi câu cá gặp được thầy Vũ, thầy ấy hỏi con đã đọc thư tiến cử của Nhạc viện Trung ương chưa? Tạ Mạnh trước giờ vẫn chưa nghe Quý Khâm Dương nhắc chuyện Nhạc viện Trung ương. Động tác dừng bớ của cậu hơi dừng, quay đầu nhìn Quý Khâm Dương. Đọc rồi á? Quý Khâm Dương múc canh cho Tạ Mạnh, còn đang lo đây. Đó là một cơ hội tốt. Quý Sơn Dung bảo thầy Vũ giúp con báo danh đi thi nhạc lý hè này rồi, cố lên. Quý Khâm Dương không có ý kiến gì, hắn gắp thức ăn cho Tạ Mạnh, phát hiện nam sinh đang bưng bát ngẩn người. Sao vậy? Quý Khâm Dương đẩy nhẹ cậu. Tạ Mạnh bình thản lại. Cậu sẽ thi ở Bắc Kinh. Quý Khâm Dương lờ đánh đáp. Còn chưa chắc chắn nhưng có lẽ thế. Tạ Mạnh cũng hé miệng, cậu nuốt cơm có chút không biết nói gì. Tạ Mạnh thì sao? Mạc Tố Viễn nhiệt tình quan tâm hỏi. Còn định thi chỗ nào? Mẹ không thấy hỏi thừa sao? Quý Khâm Dương cười nói, cậu ấy nhất định sẽ thi cùng con. Thượng Hải. Tạ Mạnh bình tĩnh ngắt lời đối phương. Cậu đảo tầm mắt, gắng sức không nhìn tới vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc của Quý Khâm Dương, từ tốn nói, còn định thi Thượng Hải. Phố Sơn Đường lác đác vài ngọn đèn. Quý Khâm Dương im lặng dắt xe đi bên cạnh Tạ Mạnh. Vài vệt sáng chồng chất từ từ lùi lại phía sau, tựa như thước phim cũ hiện lên mờ ảo trên gương mặt hai người. Có phải cậu đang trách tớ không nói cậu biết chuyện Nhạc viện Trung ương không? Trong bóng tối, Quý Khâm Dương đột ngột mở miệng. Lúc sắp tới cột đèn đường kế tiếp, hắn mới nghe thấy tiếng Tạ Mạnh thở dài. Không phải. Tạ Mạnh đứng dưới đèn, vệt sáng mờ nhạt chát lên mặt cậu. Nam sinh biểu tình ôn hòa. Chỉ là tớ có hơi kinh ngạc. Cậu cân nhắc nói, cậu có thể học Học viện Trung ương. Tớ rất vui, thật đó, rất lợi hại. Quý Khâm Dương thì cau mày. Nhưng cậu không muốn đi Bắc Kinh. Tạ Mạnh mím môi, cậu muốn trốn tránh ánh mắt của Quý Khâm Dương, cố gắng bình tĩnh bảo, dù tớ không đi Bắc Kinh cũng sẽ không có gì thay đổi. Cậu muốn tụi mình yêu xa? Quý Khâm Dương có chút cao giọng, lạnh lẽo sắc bén hỏi, cậu có nghĩ tới bởi vì khoảng cách mà chia tay cũng không có vấn đề gì? Tạ Mạnh mở lớn hai mắt, thần sắc cậu phức tạp kinh sợ, mở miệng nhắc lại, cậu nói cái gì? Cậu chẳng nói gì với tớ, cậu nghĩ gì tớ cũng không biết. Quý Khâm Dương nhìn chằm chằm đối phương, tớ cứ như một thằng ngu vậy. Tạ Mạnh siết chặt tay, cậu dường như đang nhấn nại điều gì, hồi lâu sau mới lạnh lùng nói, cậu thì nói gì với tớ sao? Chuyện học Nhạc viện Trung ương, cậu thà nói cho Tể Phi cũng không nói cho tớ. Không gian lặng thinh không tiếng động, vệt sáng tỏa ra từ cột đèn đường ngưng tụ bên chân Quý Khâm Dương. Hắn ngoảnh mặt đi, cứng ngắc bảo, tớ không muốn cùng cậu cãi nhau. Tạ Mạnh im lặng không nói, cậu nhìn Quý Khâm Dương bước lên xe. Nam sinh một chồng trống đất, hơi nghiêng người dùng sức tiến tới hôn trán cậu. Tớ về đây. Quý Khâm Dương thấp giọng nói, ngày mai gặp.